Xin chào các bác. Hôm nay bên em giới thiệu đến các bác dòng máy cơ xích chạy điện với lam dài là 40. Đây 16 inch ạ. Với công suất máy cực lớn với 3000W. Máy Yamaha 3000W. Máy này có chế độ tra dầu, khi ta sử dụng ta sẽ bấm vào nút đấy ạ. Thì là sẽ tra dầu cho bôi trơn làm mát lại xích. Ở đây là bên em xin test máy cho cả nhà cùng xem. Với một cái khúc gỗ rất là lớn và gỗ khô thì các bác biết rồi, gỗ nó rất là dai và cứng. Như với một cái tốc độ máy 3000W rất là cao, cắt cực ngọt cực nhanh. Trong khi sử dụng các bác nhấn nút để nó dầu nó ra để bôi trơn làm mát sợi xích nhé. Rồi, cắt rất nhanh ạ.